búa luôn á, đi ra xương gặp búa. Ai đồ kêu kêu tước. Ai chê bản này chứ dễ hết rồi đó. Ai đồ danh võ kêu tước nha. Đợt sau đi chắc nó gặp nó là đợt sau đi chắc nó làm hàng rào. Ai đồ danh võ nó mưa cả nào tước nha. Đợt sau hàng rào căng dây rồi. Có đưa Sương quăng xa xa ra nha. Hồi nãy lúc bắt Tăng không ai quay phim đó đúng không? Có em. Rồi mai mai quay. Bỏ này ha, cái này bỏ luôn nha. Bỏ này ra lâu đây chặt bỏ rồi. Tốt quá. Rồi xong chưa? Rồi đẩy nó vô. Tép rồi hả? Từ tốt, từ tốt. Cái gì sao lỏng đây vậy? Rồi. Ok. Cái này xong rồi. Cái này xong rồi. Anh ấy đang nằm bên kia. Không, anh dịnh, dịnh nếu bên kia cho xong luôn. Chứ anh buông ra là bên đây bị lên mất kéo. Ghê tới bãi rồi mày đòi hù tao hả mày? Có lưỡi sinh nha bồ. Hù má xin xà tao đốt tới mốt. Biết đen mà biết chưa? Giờ đốt thử mà mất trước nè. Đây đi chị Kha nó bác hai cái à, đi 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 Liên nó bác hai cái ba lô.
ổng đẹp quá à, ba màu luôn. Đã luôn. Đây là người, đây là người già neo đơn. Anh tội nghiệp lắm mọi người. Anh bị vợ anh đuổi khỏi nhà mọi người ơi. Hãy thả tim cho anh một tim đi. Để anh được về nhà. Đang lăn xê cho làm lý tử thức phiên bản nam.
Khi anh chẳng thể dừng, I'm crying over you.